Xin chào các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài biến đổi lũy thừa, mũ và logarit bằng máy tính Casio. Thì trước khi bắt đầu video các bạn nhấn ngay nút đăng ký cho mình để có thể nhận thông báo về những video mới nhất và cũng như để ủng hộ cho mình nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu Bây giờ mình sẽ đến với câu đầu tiên thì đây là một câu rút gọn biểu thức là mình có thể biến đổi từ từ cũng được tuy nhiên thì để tiết kiệm thời gian thì chúng ta nên sử dụng máy tính casio cho những câu này bây giờ trước hết mình sẽ làm theo hai cách cách đầu tiên chính là mình sẽ biến đổi bằng tay trước cách một không bây giờ mình sẽ rút gọn cái biểu thức này mình sẽ ghi ở đây cái phân số của nó mình ghi lại cái đề a căn 3 trừ đi một đóng trên cái mũ nè tất cả mũ căn 3 cộng với một chia cho a mũ căn 5 trừ với ba nhân cho a mũ 1 trừ căn 5 ở đây thì cái này là a mũ căn 3 trừ 1 tất cả mũ căn 3 cộng với 1 thì mình sẽ lấy hai cái mũ mình nhân lại với nhau chính là bằng a mũ căn 3 trừ 1 nhân cho a mũ căn 3 cộng với 1 ở đây rồi bây giờ bằng cái dĩ mẫu đây là tích của hai cái lũy thừa ở cùng cơ số cho nên bây giờ mình sẽ làm bằng cách đó, chính là mình sẽ lấy hai cái mũ cộng lại với nhau tức là a mũ căn 5 trừ với 3 mình cộng với lại 1 trừ căn 5 đây rồi bây giờ mình sẽ rút gọn đi nó Chính đây A mũ căn 3 chữ 1 nhân căn 3 cùng 1 Đây là hàng đẳng thức là A chữ B nhân A cộng B Chính là bằng A bình chữ B bình 3 chữ 1 là bằng A mũ 2 Chia cho dưới mẫu A mũ căn 5 Lấy như cộng lại căn 5 với căn 5 hết Cái này chia qua đây là chữ 2 A mũ 2 A mũ 2 chia A mũ chữ 2 là bằng A mũ 4 Vậy thì nó chính xác ở đây chính là phương án A thì như các bạn thấy cái câu này thì giả sử luận thì nó cũng không quá khó, cho sẽ bấm máy tính câu này cực kỳ nhanh luôn. Thì đây là cách 2. Chỉ bấm máy tính trong vòng 20 giây. Đây, 20 giây. Rồi. Thì bây giờ bạn lưu ý cho mình như sau, thì biểu thức P này tất cả đều theo biến A, và để ý kỹ cho mình, nên là kết quả của nó khi mình rút gọn nó sẽ bằng A mũ K. Bạn nhận xét cho mình như sau, Đây là biểu thức P là tất cả theo biến A, cho nên khi chúng ta rút gọn thì nó sẽ có dạng là A mũ K với K là một số số thực đây là k thuộc r rồi lưu ý cho mình như vậy thì để rút gọn biểu thức này nhanh mình sẽ thực hiện thao tác như sau thứ nhất mình sẽ cho giá trị a bằng 10 luôn đây đó chính là gì đây là cái này là ở ngoài nhép nha cái này là ở ngoài nhép ghi ở đây ghi rõ là mình sẽ làm cái này ở ngoài nhép thôi bạn tưởng tượng bạn tưởng tượng trong đầu cho mình p 10 thay a bằng 10 chính là bằng cái gì bằng 10 mũ k thì bây giờ làm sao để chúng ta xác định được k rất là dễ ta sẽ lấy logarit cơ số 10 của hai vế ta sẽ lấy log a của hai vế, sẽ lấy log 10 của hai vế, tức là log đây số 10 thì chúng ta không cần ghi nữa, log p 10 chính là bằng log của 10 mũ k, rất là đẹp luôn. đây thì mình sẽ đưa số mũ k xuống, chính là bằng k, log của 10 chính là bằng 1, cho nên là cái này chính là bằng k. vậy thì như ta nhập biểu thức dưới dạng log của p 10 vào máy thì ta sẽ thu được cơ số k. đây, thì bây giờ mình sẽ áp dụng vào bài tập này. Giờ mình sẽ áp dụng vào đây thì Mình có cái máy tính của mình ở đây Mình sẽ nhập như sau các bạn lưu ý cho mình Đã nhập theo mình nha Rồi ta sẽ bấm ship Ở đây bạn nhìn cho mình à ở Phần dưới đây chúng ta sẽ bấm ship lock đây thì máy tính sẽ ra lock 10 logarit cơ số 10 ở đây và mình sẽ nhập biểu thức vào máy rồi bây giờ mình sẽ nhập theo chữ A luôn cho nó dễ đây đóng ngoặc lại đây là A mũ canh 3 trừ đi 1 tất cả mũ căn 3 cộng với 1 chia cho A mũ căn 5 trừ cho 3 nhân A mũ 1 trừ căn 5 đây mình sẽ nhập biểu này vào máy rồi mình đóng hoặc lại bây giờ mình bấm phím can đến thỏ A bao nhiêu ta sẽ nhập A bằng 10 P10 và nhập A bằng 10 vào bấm phím bằng đây thì ta sẽ thu ngay được cái số mũ của nó chính là 4 vậy thì trong bốn đáp án thì ta sẽ chưa là đáp án chính xác ở đây chính là phương án a thì như bạn thấy thì phương pháp này rất là hay chắc nếu như chúng ta có một biến thì chúng ta có thể xác định ngay được cái giá trị của cái mũ của nó bây giờ mình sẽ đến với bài tiếp theo rồi bây giờ mình sẽ đến với câu tiếp theo thì chúng ta có thể giải bằng tay cũng được tuy nhiên thì những câu này mình phải bấm máy ngay lập tức luôn như sau, khi còn để ý kỹ cho mình như sau thì cái biểu thức này trông thì giải tay thì nó khá là phức tạp chứ các bạn. giờ mình sẽ nhập vào máy như sau. Đó chính là shift log đây bấm như lúc nãy nó ra cái log cơ số 10 của nó. Bây giờ mình sẽ nhập biểu thức vào máy, căn bậc 6 thì bấm sẽ mình sẽ bấm là shift và mình sẽ bấm cho cái ít mũ ở đây thì nó ra cái căn. Đây mình nhập vào căn bậc 6 của của x mũ 3. mũ 3. Rồi, nhân cho căn bậc 3 nhập vào máy của x bình phương nhân cho căn của x đây rồi bây giờ mình sẽ nhập can cho x bằng 10 can x bằng 10 mình bằng đây rất là đẹp nó là 23 phần 36 vậy thì khi chúng ta rút gọn biểu thức này ta sẽ ra được là x mũ 23 phần 36 rồi thì như bạn thấy cái này rất là nhanh luôn bây giờ mình sẽ ví dụ một câu nữa Rồi, bây giờ mình sẽ đến với câu nữa. Bây giờ thì sau khi bạn đọc yêu cầu bài toán, Rồi nãy ký cho mình như sau, tất cả cái này chỉ có một biến x thì chúng ta có thể bấm máy như lúc nãy được. Bây giờ mình sẽ nhập vào máy như sau. Luôn luôn chữ bấm chữ log ở trước đây. Đây sẽ luôn luôn bấm chữ log ở đây. Rồi, thì mình sẽ nhập biểu thức này vào máy tính. căn bậc 2 của x lấy căn bậc 2 của x tiếp. Mình lấy căn bậc 2 của x rồi căn bậc 2 của x nữa. Mình chia cho x mũ 11 phần 16 đây bấm phím bằng mình phải chết mình phải bấm phím can mình nhập x 10 luôn cho nó dễ phím bằng 10 phím bằng đây rất là đẹp nó ra 1 phần tư để đáp án chúng ta cần tìm chính là x mũi 1 phần thấy thì phương pháp này làm cực kỳ nhanh và rất rất là chính xác rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục với một câu rút gọn nữa như bạn thấy nó có một biến thì chúng ta biết ngay là chúng ta phải sử dụng máy tính rồi bây giờ bạn nhìn thấy là biểu thức này nó khá là xấu thì rất là dễ thôi bài toán kêu là rút gọn biểu thức mà bạn nhìn bốn đáp án thì chúng ta thấy là tất cả đều là số cho nên chúng ta sẽ cho bất kỳ một giá trị a nào thỏa mãn là a phải lớn hơn không và a khác một mình có thể cho a bằng hai bằng ba bằng 10 bằng bao nhiêu cũng được thì thì nó sẽ ra đúng đáp án đó luôn rồi bây giờ mình sẽ áp dụng đây mình sẽ bấm như sau Ló, của 1 phần a mình đây nhập đây một phần ít luôn đi rồi còn đây là x mũ 7 mình cộng với lại nó x mũ 4 bên trong đây là x mũ 3 rồi thì bài toán kêu là không lớn hơn a và a khác 1 cho nên mình sẽ bật phím k mình cho a bằng 10 cho nó dễ x bằng 10 đi đây rất đẹp Nó là trừ 25 phần 4 thì đáp án chính xác đây chắc chắn chính là phương án b rồi mình sẽ thử, thử một giá trị nữa chẳng hạn như x bằng 5 đi thì nó cũng ra trừ 25 phần 4 vậy thì như bạn thấy thì chúng ta có thể cho giá trị x bằng bao nhiêu cũng được thì nó cũng đúng thôi. Miễn làm sao cho x phải thỏa mãn điều kiện là không uh, bé hơn x và x phải khác một. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục. Rồi bây giờ mình sẽ đến với câu này. Thì câu này phức tạp hơn, nó cũng có hai biến. Thì cách làm rất là dễ. Ta sẽ gắn hai giá trị bất kỳ cho a và b. a bằng 1, b bằng 2 chẳng hạn. Rồi sau đó là sẽ thử thay vào từng đáp án thì sẽ đáp án nào giống như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ làm thì mình sẽ sử dụng máy tính Casio của mình ở đây các bạn có thể để ý kỹ cho mình như sau bây giờ mình sẽ nhập biểu thức đề bài cho vào máy tính mình sẽ nhập đây là a mũ 2 căn 2 trừ b mũ 2 căn 3 chia cho a mũ căn 2 trừ b mũ căn 3 tất cả mũ 2 rồi rồi bây giờ chúng ta phải rút gọn bài thức này thì thay vì chúng ta giải tự luận thì như mình nói lúc nãy như sau. Bây giờ mình sẽ trừ cho từng đáp án một. Mình đáp án A vào trước. Bây giờ mình sẽ trừ cho đáp án A. Đây chính là hai mũ 2 nhân B mũ căn 3 chia cho A mũ căn 2 trừ B mũ căn 3. Rồi, bây giờ thì bây giờ mình sẽ bấm phím can mình sẽ nhập cho a bằng 1 và b bằng 2 chẳng hạn a một b bằng hai rồi xin lỗi các bạn đấy mình nhập nhầm thiếu đây là thiếu số 1 ở đây nè đây thì bạn lưu ý cho mình là ở trên đề phải có trừ một nữa mình nhìn thiếu đây thì nó ra không đúng luôn thì bạn a là cho bạn chính xác rồi thì bạn là thế thử được muốn đáp án lại tương tự thì ở đây mình chỉ thử muốn đáp án thôi thì thấy ngay câu a là câu đúng thì cách dễ nhất đó chính là bạn hệ cho a và b là hai giá trị bất kỳ Chẳng như ở đây mình cho chẳng hạn như A bằng 5, B bằng 10 chẳng hạn Thì nó cũng ra không luôn, nên chắc chắn là bản A đó anh đúng rồi Thì bạn nên cho các giá trị càng nhỏ càng tốt Bởi vì sao nó sẽ tiết kiệm thời gian tính toán hơn Bây giờ mình sẽ tiếp tục Rồi bây giờ mình sẽ đến một cái dạng phức tạp hơn một tí Đó chính là cho sẽ biến đổi một cái logarit Theo một cái logarit cho trước Như cái đề ở trên đây thì mình nghĩ ngay đến việc trước hết chúng ta sẽ biến đổi các bạn có thể làm những cái bài tập biến đổi này là các bài tập rất là cơ bản là trên trường thì thay vì các bạn dành thời gian các bạn biến đổi như vậy thì mình sẽ chỉ các bạn cách là để dùng máy tính Casio thì ở đây mình có máy tính Casio ở đây rồi rất là dễ luôn đầu tiên các bạn sẽ nhập cái, cái chữ A vào đó chính là lót 15 của 3 nó 15 của 3 ở đây nó phím bằng đây mình sẽ gắn này vào biến A bấm như sau ta sẽ bấm store ở đây bấm chữ a thì nó xin gắn vào biến a a sẽ bằng log 15 của 3 bây giờ để xác định được là 25 của 15 bằng bao nhiêu thì rất là dễ chính là mình sẽ nhập vào log 25 của 15 bây giờ mình sẽ trừ đi mình sẽ thử những các đáp án vào đáp án a trước 3 chia cho 5 của là 1 trừ a ở đây bấm phim bằng đây nó khoảng không hoàn toàn luôn thế đáp án a là đáp án không chính xác bây giờ mình thử đáp án b chính là 5 phần 3 Đây, thì đáp án B nó cũng không bằng 0 Cho nên cô B cũng không phải đáp án chính xác Mình thử câu C 1 trên 2 Wow, rất là đẹp luôn, nó ra bằng 0 luôn Vậy thì đáp án chính xác ở đây chắc chắn là phương án C rồi Các bạn có thể tự thử thêm phương án D cũng được Thì mình có thể kết luận được đáp án chính xác Đây là phương án C Thì thay vì các bạn tốn thời gian, các bạn ngồi biến đổi thì mình thành nhập máy tính rất là nhanh luôn và bây giờ mình sẽ tiếp tục với một câu nữa bây giờ mình sẽ đến với là một cái câu phức tạp hơn là nó có hai ảnh a và b lận thì làm một cách làm tương tự như sau thứ nhất là mình sẽ nhập vào máy đó chính là lớp 5 của 3 vào máy bấm phím bây giờ mình bấm phím bằng nó ra như đây thì mình sẽ gắn vào biến a store A ngay biến A rồi bây giờ mình sẽ nhập cái B vào lốc 7 của 5 phí bằng mình sẽ to B mình đã gắn cho A và B rồi bây giờ bài toán kêu tính lốc 15 của 105 lốc 15 của 105 giờ mình sẽ trừ cho từng đáp án đáp án A cộng B cộng AB chia cho 1 cộng A nhân cho AB và phím bằng đây thì nó ra không phải là số 0 Phải chắc chắn câu A là phương án sai là có b thì có b cái từ giống nhau nhưng cái mẫu chỉ có một cộng a không có ab nữa Chúng bằng đây thì như là thấy có b nó cũng không có đúng thì nó không ra không thì nếu như hai vế bằng nhau thì trừ đi nó phải ra không chứ đúng không nên là có b sai có c thì nó chỉ còn là ab thôi thì nó cũng không phải bằng không luôn nên cô b cũng là một đáp án sai câu d b nhân cho một cộng a nên mình sửa cái từ lại nữa Wow, rất là đẹp, nó ra ngay số 0 luôn Thế chắc chắn đáp án chính xác ở đây chính là phương án D Như bạn thấy thì chúng ta có thể bấm máy tính rất là nhanh Thay vì chúng ta ngồi biến đổi, cứ khi chúng ta biến đổi không chính xác nữa Cho nên chúng ta có thể tiết kiệm thời gian bằng cách bấm máy tính Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục Rồi bây giờ mình sẽ đến với một cái dạng khó hơn Đó chính là tìm số chữ số Ghi ở đây chính là gì? Tìm số chữ số của lũy thừa a mũ n đây thì bạn lưu ý cho mình như sau thì nếu như đây là các cái số rất là nhỏ như chẳng hạn như là 100 bình phương chẳng hạn hay là 100 mũ 3 thì chúng ta có thể tính bằng tay được hoặc chúng ta có thể bấm máy tính được Tuy nhiên mình sẽ làm việc những cái con số lớn hơn chẳng hạn như 2 mũ 100 nè 2 mũ 100 chẳng hạn hay là 3 mũ 500 thì những cái biểu thức này chúng ta không thể nào bấm máy tính được cho nên cách để chúng ta tìm số chỉ số của biểu thức này thì đó là một điều rất là khó thì ở đây máy tính Casio sẽ có các công cụ hỗ trợ cho chúng ta trong việc tìm được cái số chữ số của nó bây giờ chúng ta có một cái nhận xét như sau đó chính là một cái số a đây một cái số a nó luôn luôn bé hơn a mũ k số số a luôn luôn bé hơn mình gọi là 10 mũ k với k là một số tự nhiên và nó phải lớn hơn đây mình là đỡ bé hơn bằng ở đây là ở đây cũng được. Rồi ở đây mình cho đây là uh, 10 mũ k 1. Đây, thì một cái số a luôn bị kẹp giữa số 10 mũ k 1 và 10 mũ k. Mình sẽ minh họa như sau, chẳng hạn như số 99. Đây, thì nó luôn luôn bé hơn 10 mũ 2 là 100, nó luôn lớn hơn 10 mũ 1 là số 10. Nếu hoặc là mình ví dụ một số nữa, chẳng hạn như số 7.89 chẳng hạn thì nó sẽ bé hơn 10 mũ 3 và nó sẽ lớn hơn 10 mũ 2. Đây. Thì và lưu ý cho mình như sau thì mình gọi cái chữ số của cái số a số a có là k chữ số k chữ số thì mình sẽ suy ra được là a sẽ bé hơn 10 mũ k với k là số chữ số của số a thì mình minh họa ở đây nó có hai chữ số thì nó sẽ bé hơn 10 mũ 2 thì có ba chữ số sẽ bé hơn 10 mũ 3 vậy thì a mũ a thì sẽ bé hơn 10 mũ k với k là số chữ số của a vậy thì cái cách ở đây rất là dễ đó chính là gì Bây giờ mình sẽ lấy log 10 của hai vế Vậy nghĩa là sao? Log của A Cơ số 10 thì mình không ghi cơ số nữa thì chắn nó sẽ bé hơn Log 10 của 10 mũ K Cái này chính là bằng K Vậy thì log A luôn bé hơn K Thì mình phải để dấu bằng để cho chắc chắn đi Rồi nó phải luôn log A luôn bé hơn là bằng K Với mọi K sản xuất các số tự nhiên Thì để xác định được cái số Số K này là bằng bao nhiêu Thì cách dễ nhất đó chính là mình sẽ lấy lấy cái gì mình sẽ lấy phần nguyên nghĩa là sao mình sẽ lấy số nguyên gần cái chỗ log a này nhất ví dụ như là uh, ký hiệu người ta gọi ký hiệu là ký hiệu phần nguyên phần nguyên thì mình sẽ lấy log a ở đây mình sẽ lấy phần nguyên của log a số nguyên gần nhỏ nhất thì chắc chắn là sẽ là số nhỏ nhỏ hơn là nhỏ hơn số K, một đơn vị là k trừ một rồi mình phải cộng thêm một nữa thì đây là số chữ số của nó n bằng log a lấy phần nguyên cộng với lại một thì nhìn thì nó khá là phức tạp rồi mình sẽ chỉ các bạn cách bấm máy như sau thì mình có ở đây là mình sẽ trước hết mình sẽ bấm phím alpha xong mình sẽ kéo xuống dưới thì bạn thấy không có cái chữ in tail, int đây là phần nguyên bấm vào đây thì nó sẽ làm tròn đến số nguyên gần nó nhất ví dụ mình lấy đây là 3.2 chẳng hạn thì nó sẽ làm tròn đến số nguyên gần nó nhất là số 3 thì tương tự ở đây à, như là 3.9 thì cũng lấy số nguyên gần nhất đó là số 3 thì ta sẽ bấm int của log a mình cộng với một thì nó sẽ ra số chữ số của nó bây giờ mình sẽ vào một số bài tập áp dụng Vậy toán hỏi số 2 mũ 74207281 có bao nhiêu chữ số? Thì rất là dễ Đó chính là mình sẽ bấm vào máy tính như thế này Mình sẽ nhập vào, mình sẽ bấm vào đây Và lưu ý cho mình như sau Khi chúng ta lấy lót A mà là A mũ lên nữa Thì cái số mũ sẽ đưa lên trước cái gì? Mình sẽ nhập vào phần nguyên Mình sẽ đưa cái số mũ xuống dưới trước Đó chính là gì? 207281 Mình sẽ nhân với lại log 10 của 2 log 10 của 2 đóng lại mình cộng với một thì đây bằng phím bằng thì đây chính là số cái chữ số của hai mũ như đây đây thì các bạn thấy thì đáp án chính xác ở đây chúng ta thấy được đáp án chính là đáp án b thì nếu như đây là một cái mũ đã lên thì thì bạn sẽ đây chính là ví dụ mình ghi ở đây là a mũ n thì mình sẽ nó chính là bằng mình sẽ đưa chữ n xuống là n log a n log a cộng với 1 thì các bạn có thể tự hiểu cái này trong đầu cũng được thì như vậy thì chúng ta sẽ xác định được số chữ số của chất cái lũy thừa bậc cao rất cao rồi thì cảm ơn đã xem là thấy video của mình hay và hấp dẫn thì đừng quên đăng ký like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé